Sáng 26 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Ninh Giang tạm giữ Đinh Thị Then 1989, trú tại xã Cáp, xã Hồng Vũ, huyện Ninh Giang. Đinh Thị Then là nghi can gây ra vụ giết người vào khoảng 5 giờ 30 ngày 24 tháng 10. Nạn nhân là anh Bùi Ngọc Thành 1979, ở xã Vĩnh Xuyên, Vĩnh Hòa, Ninh Giang. Trước đó, vào ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo của Công an huyện Ninh Giang về cái chết bất soàn của anh Bùi Ngọc Thành 1979, ở đội 9, xã Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa. Sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Ninh Giang và Phòng Kỹ thuật Hình sự tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định Đinh Thị Then là nghi can gây nên cái chết đối với anh Thành nên tiến hành truy cầm. Sau khi bị cầm, bước đầu Then khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 5 giờ 30 ngày 24 tháng 10, Then chỉ dẫn xe máy đến nhà anh Thành. Trong quá trình thì thầm hai bên có lời qua, tiếng lại, Then đã dùng con dao gọt hoa quả mang trong người đâm vào ngực anh Thành. Anh Thành chạy ra giường thì gục ngã, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu vết nhưng đã tử vong. Được biết, anh Thành là đàn ông thứ hai trong gia đình có 3 anh em, đã có hậu phi và 3 con nhỏ. Trong đó, con gái lớn 15 tuổi đang học lớp 9, cháu gái thứ hai 11 tuổi đang học lớp 5 và cháu trai 5 tuổi. Nguyên nhân vụ án đang được điều tra, làm rõ.